Rồi, ok, xin chào các bác. Thì lẽ ra ấy, cái clip này nó phải có từ rất là lâu rồi. Nhưng mà đến thời điểm này LG chết rồi em mới làm. Thì tại vì cũng do là LG chết rồi nên điện thoại của LG rất là rẻ, và nhiều anh em thấy rẻ cho nên là mua LG. Và có rất nhiều cái vấn đề rất là cơ bản luôn mà anh em chưa biết luôn ấy. Tại vì thấy hỏi trên nhóm rồi hỏi inbox riêng cho em hỏi rất là nhiều vấn đề nó rất là cơ bản. Thì em mới làm cái clip này để mà nói một số cái vấn đề nó rất là cơ bản khi mà anh em mới dùng LG nên biết nhé. Thì vấn đề đầu tiên ấy là về cái khay SIM của LG nhé. Thì những anh em nào mà dùng những hãng khác quen rồi ấy, là cứ thấy là có hai chỗ để cắm được SIM thì các bác nghĩ là nó dùng được hai SIM. Thì đây, LG cũng thế thôi, vẫn cắm được hai SIM các bác nhé. Đây, cắm được ở đây nữa này. Thì các bác nghĩ là cắm được đây, sao không dùng được hai SIM? Thì nói luôn cho các biết là LG ấy, không phải là cứ cắm được hai SIM là dùng được hai SIM đâu nhé. Mà khi các bác mua máy ấy, các bác phải hỏi rõ rằng người bán ấy là máy định mua đấy là dùng được hai SIM hay một SIM đấy, chứ không phải là cứ mua về có hai SIM cắm được là dùng được hai SIM đâu đấy. Và nếu như các bác mua mà các bác lỡ không hỏi ấy, thì nó là thiệt các bác thôi. Nhưng mà các bác có thể kiểm tra được, đó là các bác vào phần cài đặt, là vào phần giới thiệu điện thoại này. Thì nếu như máy nào mà có hai số email ở đây này, có hai số email nhé, thì mới dùng được hai SIM. Còn những cái máy chỉ có một số email như này thôi thì là chỉ dùng được một SIM thôi nhé. Đấy, và các bác dùng ví dụ dùng Samsung quen rồi cũng thấy đấy, là những cái bản Hàn ở bên Samsung ấy là hay được độ lên hai SIM. Thì các bác cũng nghĩ là LG cũng như thế, thì hoàn toàn không phải như thế nhé. Hiện tại ấy, thì là LG cũng có một số con độ được lên hai SIM. Nhưng mà các bác phải kiểm tra. Đây, kiểm tra như thế này. Đây. Đây là của một bác chuyên làm phần mềm ở trong nhóm nhá. Đây, các bác kiểm tra cái máy các bác. Nếu như y chang như thế này. Đây này, các bác nhìn này này. Mở thế nhỉ. Đấy, các bác nhìn như thế này. Thì các bác cứ kiểm tra như thế này xem là có máy mình có đáp ứng được những cái tiêu chuẩn ở trong này không. Nếu như mà đáp ứng được ý, thì là có thể đổi đến được hai SIM nhá. Đấy, tuy nhiên ý, như cái con V60 này của em này. Em kiểm tra rồi, nó cũng đáp ứng được. Nhưng mà hiện tại là chưa độ lên được hai SIM đấy. Và tại vì sao? Tại vì hiện tại là chưa có bản ROM hai SIM cho cái máy LG V60 này, cho nên là hiện tại là cũng chưa độ được đấy. Và nói luôn cho các bác biết là một số con có thể độ lên hai SIM như là hiện tại bây giờ nhá, một số con có thể độ lên được hai SIM như là Velvet này, G8X này đó, và LG Wing đấy. Đấy là ba con có thể độ lên được hai SIM. Còn những con khác ấy là các bác phải mua phải hỏi rõ luôn từ đầu là máy đấy là một SIM hay hai SIM. Và nói tiếp nữa là cái bản Hàn ấy thường là không độ được SIM nhé. Đến hiện tại bây giờ là bản Hàn là không độ được hai SIM đấy, chắc chắn một điều như thế đến hiện tại bây giờ. Còn sau này thì em chưa biết, nhưng mà đến hiện tại là bản Hàn không thể độ được hai SIM. Thì nói tiếp về cái khay SIM thì như các bác cũng biết rồi đấy, là cái khay SIM của LG ấy, thường thường là chỉ có cái bản Hàn mới ghi cái số seri ở trên cái khay SIM này. Như cái bản Mỹ V60 của em đây, T-Mobile, thì cũng không ghi cái số seri ở trên email đâu. Cho nên các bác cũng không cần phải thắc mắc nhiều về cái số seri này, trừ khi các bác mua cái bản Hàn nhé, phải chính xác là bản Hàn. Thì các bác nếu như mà không thấy cái số seri ở trên khay SIM ấy, thì hoàn toàn các bác có thể thắc mắc với người bán là tại sao tôi mua bản Hàn mà không có số seri ở trên khay SIM. Đấy là cái điều mà hiện tại với cái kinh nghiệm em ấy thì là biết được như vậy. Còn sau này thì em cũng không rõ. Thì tiếp theo ấy là cái lệnh sao thăng 06 thăng. Thì như các bác thấy đấy, những cái máy LG bây giờ ấy, nó không còn quan trọng cái lệnh sao thăng 06 thăng nữa nhé. Tại vì có những bản có thể dùng cái lệnh này để kiểm tra số email được, nhưng có những rất nhiều bản là không dùng cái lệnh này để kiểm tra được, thì hiện tại là nó không còn quan trọng nữa. Cho nên các bác cũng không cần phải thắc mắc là tại sao máy tôi không còn kiểm tra được cái lệnh sao 06, nó không quan trọng nữa nhé. Và các bác muốn kiểm tra cái email của mình ý, thì các bác cứ vào phần cài đặt thôi. Đây, vào hệ thống này, vào giới thiệu điện thoại này. Đấy, thì các bác sẽ thấy được cái số email của bác ở trong này. Còn nếu như các bác nào mà vào trong phần cài đặt này mà không thấy số email của mình ý, thì có nghĩa là cái máy đấy của các bác là đã bị chạy lại phần mềm rồi. Chắc chắn là một điều là chạy lại phần mềm rồi, và chắc chắn có một sự can thiệp nào đó về phần mềm để mà nó bị mất cái số email như vậy. Cho nên các bác là nếu mà mua máy nào mà không có số email thì các bác cũng nên cẩn thận nhé.
Vấn đề tiếp theo ấy, mà các bác rất là quan tâm đó là khi mua máy ấy, các bác thường quan tâm đến áp suất ấy. Đấy, không chỉ là LG đâu mà tất cả những hãng khác, kể cả iPhone rồi Samsung, các bác đều quan tâm là máy đấy còn áp suất không. Đấy, và các nghĩ là máy còn áp suất thì là máy ngon, zin, chưa bị tháo ra. Nhưng mà hoàn toàn là không phải đâu nha các bác. Bây giờ ấy, muốn làm lại áp suất ấy, nó rất là dễ dàng. Kể cả LG, kể cả Samsung, kể cả Apple, muốn làm lại áp suất đều rất là bình thường. Làm lại áp suất được, hoàn toàn làm lại được nhé. Và có thể làm áp suất ngon luôn ấy. Cho nên các bác hiện tại bây giờ các bác đừng tin là cái máy còn áp suất thì là máy zin nhé. Đấy, tuy nhiên ấy, đấy cũng không phải là cái lý do mà các bác không cần, không quan tâm đến áp suất nữa. Các bác nếu mà mua máy, nếu mà còn áp suất thì vẫn là tốt. Tại vì thế này này, nếu như mà người ta mà thay thế linh kiện ấy, mà làm lại, có nghĩa là làm cái gioăng giếc các thứ nó ngon ấy, nó vẫn còn áp suất ấy, thì có nghĩa là người ta vẫn còn quan tâm đến cái máy đấy. Và còn áp suất thì đương nhiên là máy nó vẫn dùng, nó vẫn ổn hơn. Tại vì nếu mà còn áp suất ấy thì các bác đi mưa, đi tắm rồi hoặc là dính nước nhẹ nhẹ ấy, thì các bác vẫn hoàn toàn là không sợ là cái máy của các bác vào nước. Cho nên là việc còn áp suất ấy vẫn nên là có hơn là việc mà không còn áp suất nhé. Còn cái áp suất ấy các bác test như nào ấy, cho nó chuẩn thì đây em có một cái clip để mà hướng dẫn các bác test rất là cụ thể ở đây rồi, thì các bác cứ tra theo cái tên của cái clip này là các bác biết thôi. Và em nhắc lại một lần nữa là áp suất còn hay không ấy, nó không liên quan đến việc mà máy zin hay không nhé. Kể cả máy zin vẫn có thể là mất áp suất đấy, và kể cả máy thay thế linh kiện tùm lum rồi vẫn có thể làm lại được áp suất. Cho nên các bác đừng tin vào áp suất nữa nhé, mà các bác chỉ quan tâm là nếu như mà còn áp suất ấy, thì là máy các bác sẽ dùng nó sẽ ngon hơn một tí thôi, là các bác đi mưa đi nắng nó ok hơn thôi, chứ không phải là cái áp suất đấy nó quyết định là máy của các bác là zin hay là không zin nhé. Một cái vấn đề nữa ấy, mà anh em cũng rất là quan tâm khi mà mua máy mới, đó là làm sao kiểm tra được pin. Đấy thì ở trên iOS ấy, thì người ta có sẵn cái mục để các bác kiểm tra pin của các bác xem là còn bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà trên Android ấy, đặc biệt là LG thì không có đâu nhé. Thì LG nó vẫn có một cái lệnh ẩn để mà kiểm tra. Thì đây này, sao thăng 546368 thăng sao 600, mã của em là 600 nhé. Đấy thì trong này vào phần SCV menu này và phần test pin này. Đấy. Thì ở trong này các bác có thể là kiểm tra được cái số lần sạc này. Đấy, của em, như của em là 41 lần sạc. Nhưng mà cái số lần sạc này nó cũng không quan trọng đâu nha các bác. Hoàn toàn là em có thể fix được cái số 41 này thành về không được. Em chỉ cần là tháo cái cục pin ra là nó về không, hoặc là chạy KDZ lại một cái bản bản khác nó cũng có thể về không. Đấy, cho nên cái này cũng không quan trọng nhé. Và cái kiểm tra tình trạng pin này này. Đây này. Các bác chờ chút. Đấy. Đấy, cái kiểm tra tình trạng pin này nó cũng không còn quan trọng nữa nhé. Hồi xưa ấy là ở trên cái Android 10 trở xuống ấy, thì ở cái dòng cuối cùng này này, đấy nó sẽ có cái kiểm tra là cái mức miliampe ấy, xem là còn bao nhiêu ấy. Thì bây giờ hiện tại là lên từ Android 11 trở lên rồi thì là không còn nữa nhé. Thì LG cũng, em nghĩ là LG thấy cái đó nó không quan trọng nữa, cho nên LG cứ bỏ thôi. Và em cũng thấy là nên bỏ, không cần thiết, cái vì cái này nó thực sự là nó không không phải là con số chính xác, bởi vì em đã dùng rất nhiều máy rồi của LG rồi, em thấy cái số này nó không chính xác. Cho nên là các bác không cần phải kiểm tra cái lệnh ẩn này làm gì, kiểm tra cho nó vui thôi. Đấy, và nếu như các bác nào mà cài cái app ngoài vào, tưởng tượng các bác đang là cài cái app này rất là phổ biến luôn, em thấy là bác nào cũng cài luôn ấy, thì các bác có thể là kiểm tra đây này, chỗ hiệu suất này thì phải đây đây này. Thì các bác nghĩ đây là cái số 91% này là cái phần, có nghĩa là các bác nghĩ là đó là cái số pin còn lại của các bác và nó đã bị chai 9% rồi. Đấy thì cái số này, cái app này em đã cài nó phải đến một tháng này rồi để mà em xem là nó có tính chính xác hay không. Đấy thì các bác biết rồi đấy, cái pin của con V60 là 5.000 và cái số pin ước tính này này là hoàn toàn do cái phần mềm này nó tính ra, và nó tính là có thể là được 91%. Thì hoàn toàn ấy, em thấy nó gần như nó không đúng, tại vì em thấy dùng pin này vẫn rất là tốt, vẫn là bình thường, chả vấn đề gì cả. Thì đấy có biết, có nghĩa là các bác là cái số này các bác chỉ để tham khảo thôi. Còn em thấy là nhiều các bác bán máy cũ ấy, các bác cứ nói là máy tôi còn 91% pin chẳng hạn, chín mấy phần trăm pin chẳng hạn. Đấy nhưng mà các bạn phải dùng mới biết được, cho nên là cái số này chỉ để đưa ra để tham khảo thôi. Và em không thích
Rất là không thích các bạn nào cứ lấy cái phần mềm này ra để mà khoe là pin tôi còn từng này từng kia, nó hoàn toàn em thấy nó vô nghĩa ấy các bác. Cho nên các bác đừng có tin vào những cái phần mềm kiểu kiểu như này nữa, mà hoàn toàn các bác dùng là phải các bác phải dùng thực tế xem nó thế nào. Và pin nó phụ thuộc rất nhiều là vấn đề luôn, từ 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 cách dùng của các bác, từ độ sáng để màn hình, rồi dùng mạng cái này mạng kia các thứ, nó rất nhiều thứ. Thì em có để cái link ở dưới phần mô tả để các bác xem là kiểm tra pin như thế nào cho nó chính xác nhé. Rồi. 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 Một cái vấn đề nữa ấy mà anh em cũng rất là để ý, đó là không biết là LG nhà mình đã hết bóng mờ hay là đột tử chưa. Thì nói luôn với các bác là hiện tại là từ con V30 trở lên ấy là LG đã hết bóng mờ, hết đột tử luôn rồi. Và em đã có hẳn làm một cái clip để nói về cái vấn đề này, thì các bác có thể tra clip y chang như này để các bác xem lại cho nó cụ thể nhé. Và em khẳng định một lần nữa là từ con V30 trở lại đây, LG đã không còn bóng mờ, cũng không còn đột tử nữa. Vấn đề tiếp theo ấy là vấn đề mà khi các bác cắm cái tai nghe vào cái con LG thì các bác chỉ mở được cái mức âm lượng là 75 thôi. Đây. Đấy các bác. Các bác chỉ mở được cái mức âm lượng là 75 thôi. Thì các bác mới thắc mắc là tại sao LG lại chỉ có mở được mức âm lượng là 75 thôi, không như các khác là mở được 100%. Thì cái này nó là do cái việc tinh chỉnh cái chip DAC ở trong cái con LG này nhé. Và người ta chỉ cho tinh chỉnh lên 75 thôi. Thực ra là cái này nó cũng giải thích nó rất là lòng ngoằng, nhưng mà các bác nghĩ đây là lỗi nhưng mà không phải là lỗi nhé. LG hiện tại là nó có chip DC riêng, dẫn đến là nó chỉ có mở mắc được 75% thôi nhé khi mà cắm tai nghe. Đấy, cho nên đây không phải là lỗi mà chỉ là do LG nó tinh chỉnh như vậy thôi, chứ các bác không cần phải nghĩ đây là lỗi nhé. Đây hoàn toàn không phải là lỗi. Thì vấn đề tiếp theo ấy cũng liên quan đến tai nghe. Thì theo cái kinh nghiệm mà dùng LG lâu năm của em ấy, thì em khuyên các bác là nên dùng một cái tai nghe nào đó nó có cái trở kháng trên 50 ohm. Tại vì khi mà dùng cái tai nghe có trở kháng trên 50 ohm ấy thì nó mới kích full được cái chức năng nghe nhạc ở trên LG nhé. Tại vì LG nó có cái chip DAC riêng, thì khi mà cắm bất kỳ một cái tai nghe nào đó nó đều kích hoạt cái chip DAC này, đều kích hoạt hết nhé. Kể cả dưới 50 ohm hay là trên 50 ohm thì đều kích hoạt cái chip DC này. Tuy nhiên ấy, khi mà các bác dùng cái tai nghe trên 50 ohm ấy thì nó đã kích full được cái công suất ấy. Thì cũng có mấy clip trước đây em nói là kích full cái DC thì nó hơi bị nhầm lẫn một chút, nhưng mà nó cũng bao hàm cái ý là nó mới kích full được cái chức năng nghe nhạc trên LG. Nó kích năng được full cái công suất ấy, nó cho cái âm lượng nó lớn hơn rất là nhiều và cho cái lực đánh nó cũng tốt hơn. Đấy là theo cái cảm nhận cá nhân của em, và em khuyên các bác là như vậy. Còn các bác nào mà dùng cái tai nghe nào mà dưới 50 ohm thì vẫn ok thôi, vẫn ổn, vẫn không vấn đề gì cả. Và nó có một điều chắc chắn là nó em cảm giác ấy là khi nghe nhạc với tai nghe ở trên LG nó hay hơn, nó sướng hơn trên những các điện thoại khác hiện tại bây giờ luôn. Vấn đề tiếp theo ấy là về cái màn hình của LG. Thì cho tới thời điểm hiện tại bây giờ ấy, là LG đa số chỉ có màn hình 60Hz thôi nhé. Có mỗi con là Velvet 2 Pro ấy, là có cái màn hình là 120Hz, nhưng mà nó lại không được bán thương mại, cho nên là bây giờ cũng gần như không có ai sử dụng được cái con Velvet 2 Pro đấy. Cho nên là theo cái ý kiến của em là bây giờ hiện tại là LG chỉ có màn hình 60Hz thôi. Cho nên là anh em nói là nó không theo kịp thời đại, không theo kịp cái công nghệ chung của bây giờ thì là cũng đúng thôi. Tuy nhiên ấy thì là nếu như bác nào mà không chơi game ấy, chỉ dùng những chức năng tác vụ bình thường như Facebook lướt web bình thường thôi, thì cái màn hình 60Hz ấy nó cũng không phải là vấn đề nhé. Còn đương nhiên là kể cả dùng các tác vụ thường hay là tác vụ nặng hay là chơi game thì cái màn hình 120Hz nó vẫn cho cái độ mượt nó sướng hơn, đấy là điều chắc chắn. Còn nếu như bác nào mà chơi game nữa thì nên dùng một cái điện thoại nào đó nó có tần số màn hình là 120Hz trở lên thì chơi nó mới sướng. Đấy, cho nên là các bác lưu ý nhé, màn hình của LG chỉ có 60Hz thôi. Vấn đề tiếp theo ấy là về chơi game trên LG ấy, thì nếu như bác nào mà muốn mua LG để chơi game ấy, thì em khuyên các bác là đừng mua nhé. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất ấy, là LG ấy, chip nó cũng khá là mạnh đấy, nhưng mà LG tối ưu phần mềm nó không được tốt và có một chút gì đó bóp hiệu năng, dẫn đến là chơi game nó không được ngon. Và thứ hai nữa là cái màn hình của LG ấy, nó chỉ có 60Hz thôi, dẫn đến là nó cũng không được mượt mà cho lắm để mà chơi game. Đấy, và thứ ba nữa ấy, là cái cảm ứng trên LG ấy, nó
Em nghĩ là nó có vẻ đang có vấn đề, tại vì em thấy là rất nhiều anh em ấy than thở với em là nhiều khi là chơi game trên LG nó bị cà giật hay là bị lag đấy. Thì đương nhiên em cũng có chơi game nhưng mà em không chơi game nặng mấy, chỉ chơi cái Liên Quân này thôi, nhưng mà em cũng chưa thấy cái tình trạng là bị cà giật hay là lag gì cả. Thì em cũng không biết là máy của các bác ấy là có vấn đề gì hay là nó xung đột phần mềm gì ở trên máy của các bác thôi, tại vì em dùng cũng rất nhiều đời LG rồi, nhưng mà cũng có thể là em chơi game nhẹ thôi cho nên nó em không phát hiện ra, và em chơi game nó không được giỏi cho nên không phát hiện ra. Nhưng mà như em thấy là đối với nhu cầu của riêng em thôi nhé, chơi game nhẹ thôi thì LG ok, không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như các bác nào mà chơi game nhiều và chơi giỏi ấy, chơi liên tục ấy, thì các bác không nên mua LG nhé. Các bác cứ mua mấy con điện thoại chuyên như game cho nó ngon, hoặc là nếu mà không mua những con chuyên như game thì mua iPhone mà dùng, thì chơi game nó kiểu gì nó cũng ngon hơn. Đấy, cho nên là các bác chú ý nhé. Nếu như mà chơi game ấy, thì các bác đừng mua LG. Vấn đề tiếp theo ấy, là cũng về cái hiệu năng của LG. Thì các bác chú ý nhé, LG ấy, là bản Hàn hay là bản Mỹ thì đều dùng cái chip Snapdragon hết nhé. Có một cái bản đó là cái bản Velvet mà dùng cái chip Dimensity 1000 ấy, nhưng mà cái chip đấy nó cũng ít lắm, cho nên là các bác cũng không cần phải quan tâm. Và các bác chú ý là LG nó không như Samsung đâu, là bản Hàn là bản Mỹ ấy, đều dùng Snap hết, còn như Samsung ấy là bản Hàn ấy thường thường là dùng chip Exynos ấy, nhưng mà bên LG thì không phải vậy nhé, bên LG thì dùng Snap hết. Tuy nhiên gần đây thì Samsung cũng dùng chip Snap hết rồi, cho nên các bác cũng không cần phải quan tâm, nhưng mà trước đây ấy, thì là như vậy. Nhưng mà các bác chú ý nhé, nhiều các bác cứ áp dụng Samsung cho LG là không phải, sao LG ấy là dùng Snap hết, cho nên là cái hiệu năng nó là như nhau hết thôi. Tuy nhiên ấy, bản Hàn hay bản Mỹ thì nó cũng đều có áp rác hết nhá, nhưng mà thường thường là cái bản Hàn ấy nó áp rác nó nhiều hơn một chút, nhưng mà không vấn đề gì. Cái chuyện mà có áp rác thì không sao, tại vì các bác hoàn toàn có thể là tự xóa được trên trên cái máy luôn, hoặc nếu các bác nào mà không thể xóa được cái áp rác ở trên máy ấy, thì hoàn toàn các bác có thể can thiệp bằng cái lệnh ADB. Thì em cũng có một clip mà hướng dẫn các bác gỡ những app Hàn và gỡ cả game tuner ở trên cái LG nữa, cho nên các bác nào mà quan tâm thì ở xem dưới phần mô tả nhé. Vấn đề nữa ấy, là cũng liên quan đến hiệu năng. Thì nhiều bác hỏi là nếu như mà dùng LG ấy, mà gỡ cái game tuner ấy, là cái chơi trò chơi này này, thì liệu nó có gia tăng hiệu năng hay không ấy. Thì em nói luôn cho các bác biết như này này, là nếu như bác nào mà gỡ game tuner ấy, thì nó chỉ cải thiện một chút xíu thôi nhé, nó không phải là cải thiện nhiều đâu. Và tuy nhiên ấy, khi mà các bác gỡ ra rồi ấy, nó sẽ làm máy của các bác nóng lên khá là nhiều đấy. Tại vì khi mà nó giải phóng cái hiệu năng một chút hơn ấy, thì nó bắt buộc sẽ phải làm máy nóng hơn một chút. Cho nên là chỉ những cái đời thấp ấy, kiểu như con V30, V40 ấy, đấy thì các bác mới mới cần là gỡ game tuner nhé. Còn từ con V50 trở lại đây ấy, là các bác hoàn toàn không cần phải gỡ gỡ game tuner đâu. Và ngay cả việc mà lên Android 10 là các bác cũng không cần phải gỡ game tuner nữa. Tại vì như em trải nghiệm rồi ấy, là lên Android 10 ấy, là cái hiệu năng nó đã cải thiện rất là nhiều rồi. Cho nên các bác không cần phải quá quan trọng về cái game tuner nữa nhé, các bác không cần phải xóa đấy. Và đặc biệt là khi mà lên Android 11 ấy, em cảm nhận rõ ràng nhất là khi mà lên Android 11 ấy, là cái hiệu năng của LG nó được cải thiện rõ ràng hơn so với cái bản 10, và lên 12 này cũng thế thôi, em cũng thấy là nó mượt hơn một chút. Cho nên là các bác đến thời điểm này thì em nghĩ là không cần phải gỡ cái game tuner nữa. Vấn đề tiếp theo ấy, mà các bác cũng rất là quan tâm, đó là cái loa ngoài trên LG. Thì nếu như bác nào mà mới biết đến LG ấy, mà đã mua phải cái con V50 chẳng hạn, thì các bác ối giời luôn là cái con V50 ấy, là cái loa ngoài của nó khá là bé, và cái chất lượng âm thanh cho ra ở cái loa ngoài của con V50 cũng không được ngon. Giờ đây các bác mà nào mà dùng con V50 thì ôi giời, chê kinh khủng luôn, nào là LG làm loa quá tệ rồi, LG chết là phải. Thì cái đó không phải là lỗi máy các bác nhé, đó là lỗi của LG là làm cái con V50 và một số con nữa là loa nó hơi bé. Tuy nhiên ý, các bác muốn cải thiện cái âm lượng và cái chất lượng nó lên một chút, thì các bác nên đặt cái điện thoại LG nằm xuống mặt bàn nhé. Tại vì LG làm cái hệ thống loa bom bóc ấy, nó cộng hưởng ấy, cho nên các bác nào mà muốn nghe nó to hơn, chất hơn ấy, thì nên đặt nó xuống mặt bàn thì nghe nó sẽ ngon hơn khi mà các bác cầm hẳn lên như này. Tuy nhiên ý, thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, là cũng có một số con nó cho cái âm lượng loa ngoài khá là ổn, ví dụ con V60 này đấy.
Những con mà cho cái lo ngoài ổn theo cái đánh kinh nghiệm của em đó là con G7, con Velvet và con V60 này. Còn tất cả những con còn lại thì nó đều không được ngon cho lắm. Con V30, thực sự con V30 lo ngoài nó cũng khá là ổn các bạn. Nhưng mà nếu mà ổn nhất thì vẫn là G7 rồi V60 rồi Velvet. Tuy nhiên ấy, em cũng dùng G7 rồi, V60 và Velvet rồi thì cái cá nhân em đánh giá thì con V60 hiện tại là cho cái âm lượng và cho cái chất lượng ấy, loa ngoài nó là ngon nhất. Đấy là theo kinh nghiệm của em thôi nhé. Còn nhiều bác cũng bảo là con G7 nó cho cái âm lượng rồi cái chất lượng loa ngoài ngon nhất, nhưng mà đấy là ý kiến của các bác thôi. Còn ý kiến của em là con V60 này hiện tại nó vẫn là cái con mà cho cái chất lượng loa ngoài tốt nhất, và cái hai cái giải loa trên và dưới nó khá là đều nhau ấy. Còn những con kia nó hơi bị lệch lệch một chút, nhưng mà con V60 này thì nó gần như là đều nhau rồi. Cho nên các bác nếu mà muốn cái loa ngoài nó to rõ ràng và có chất lượng ấy, thì các bác nên mua con V60 này. Đấy, còn những con khác ấy thì em nghĩ là cái loa ngoài nó chỉ để có để mà thông báo cuộc gọi rồi tin nhắn các thứ thôi, chứ các bác nào mà dùng cái loa ngoài để mà nghe nhạc ấy thì các bác nên mua con V60 này hoặc là mua hãng khác, chứ còn những con khác thì nó hơi bị bé, nên các bác cũng chê là phải thôi. Một vấn đề nữa ấy, là về cái camera của LG thì khi các bác mà chưa mua LG ấy, thì các bác nghe đồn là LG chụp ảnh ngon lắm, nét lắm, nhưng mà khi các bác mà dùng LG rồi ấy, lại thấy là sao camera nó chụp bình thường thế nhỉ? Thì nếu như các bác nào mà dùng LG ấy, thì các bác cũng sẽ thấy là cái việc mà dùng cái cam gốc của LG nó cũng không được ngon cho lắm. Đấy là đối với cái phương diện cá nhân em đánh giá thôi nhé. Tuy nhiên ấy, đến hiện tại bây giờ như con V60 này em cũng không cần phải dùng G cam các bạn, tại vì cam gốc của nó rất là ngon rồi. Nhưng mà những đời trước ấy, thì là cái cam gốc của nó đúng thật là không được ngon cho lắm. Đấy, cho nên là các bác nào mà nếu như mà thấy cái cam gốc của LG nó không được ngon ấy, thì các bác nên cài một cái gọi là cái G cam ở trên LG. Thì đây, em cũng có một cái clip để mà hướng dẫn các bác cài cái G cam rồi, thì các bác cứ tìm cái tên của cái y chang như này nhé, là các bác biết sẽ biết cách cài G cam và biết cách tinh chỉnh cái G cam đấy sao cho nó đẹp. Đấy, còn đương nhiên là cái G cam ấy nó lại rất là loằng ngoằng các bạn, tại vì nó có thể phù hợp với máy này nhưng mà lại không phù hợp với máy kia, mặc dù nó cùng model chẳng hạn. Đấy, cho nên là nếu như máy các bác ấy mà cài G cam ở trên cái clip này của em mà không được ấy, thì các bác cứ thử những cái bản G cam khác nhé, cứ thử lần lượt thôi, tại vì máy mỗi người ấy, dùng nó mỗi tác vụ khác nhau ấy, tại vì cái G cam này nó có thể là xung đột cái phần mềm ấy, cho nên là không thể nào nào mà nói là cứ cái bản này là dùng cho cái máy đấy được. Cho nên là nếu như máy nào mà các bác dùng ấy mà cài G cam mà nó không dùng được, hoặc là nó bị giật lag, hoặc là nó không lưu được ảnh, hoặc là lưu rất là lâu ấy, thì các bác cứ thử một cái bản khác xem thế nào nhé. Thì cái cách làm này thì các bác cứ tra ở cái clip này, nó sẽ có rất là đầy đủ. Một vấn đề nhỏ thôi nhưng mà các bác cũng rất là thắc mắc, đó là các bác từ từ xem cái clip của em ấy là thấy cái đèn nó cứ chớp chớp ở đây này. Ừ rồi đấy, nó cứ chớp chớp ở đây này, thì các bác nghĩ là sao máy của mình nó lại không có đèn đấy. Thì nói luôn với các bác là đây không phải là cái đèn LED nhé, mà đây chỉ là cái đèn cảm biến tiệm cận thôi, và khi các bác để trước cái ống kính máy quay nào đó thì nó mới nhìn thấy, hoặc là các bác để ở trước gương ấy thì nó mới nhìn thấy thôi nhé, còn mắt thường sẽ không nhìn thấy. Cho nên là đây không phải là lỗi, mà đây nó chỉ là cái cảm biến tiệm cận thôi. Tuy nhiên ấy, thì trên LG hiện tại bây giờ là chỉ có mỗi con V50 này này, em không nhớ không nhầm là con V50 như con G6 cũng có, nhưng mà mấy con gần đây này là chỉ có con V50 ấy, là nó có đèn LED ở sau lưng này nhá. Và cái đèn LED sau lưng này nó chỉ có chức năng là thông báo cuộc gọi đến, thông báo tin nhắn rồi khi mà sạc, thế thôi, chứ nó không có gì ghê gớm cho lắm đâu. Thậm chí cũng không cần có cái LED này cũng được. Cái LED này chính là cái chữ 5G này này. Đấy, cho nên là các bác cũng không cần quá quan tâm là LG nó không còn cái đèn LED thông báo nữa. Đấy, nó không còn đèn LED thông báo nữa đâu. Nó chỉ là cái đây các bác nhìn đấy, nó chỉ là cái cảm biến tiệm cận thôi nhá, cho nên các bác rất là hiểu lầm. Thì các bác cứ xem lại mấy cái clip của em như này này là các bác hiểu à. Tiếp theo ấy, là về vấn đề bảo mật trên LG ấy, thì cho tới thời điểm hiện tại bây giờ ấy, là trên LG ấy, chỉ có cái con G8 và G8S ấy là nó có cái bảo mật là Face ID 3D nhá, thì nó ngon như kiểu là của iPhone bây giờ ấy, của iPhone X ấy. Thì chỉ có hai con đấy thôi nhé, còn những con khác ấy
Nếu như mà nó có bảo mật bằng khuôn mặt ấy thì nó chỉ là 2D thôi và nó hoàn toàn nó không ngon một tí nào và nó không được chính xác ấy. Cho nên là nếu như mà các bác nào mà quan tâm đến việc mà có Face ID để dùng ấy, thì các bác chỉ nên mua cái con G8 và G8S thôi nhé. Còn lại những con khác ấy, cái bảo mật bằng gương mặt ấy thì nó chỉ là 2D và nó cũng có như không. Và ngay cả bây giờ ấy, rất nhiều con như con V60 này này nó cũng bỏ luôn cái mở khóa bằng gương mặt được, các bạn hoàn toàn không có luôn đấy, các bạn thấy không, nó hoàn toàn không có cái bảo mật bằng sinh trắc học nữa. Cho nên là cái bên LG nhà mình ấy, nếu như bác nào chỉ quan tâm đến Face ID ngon ấy, thì các bác chỉ mua cái con G8 và G8S thôi, còn tất cả những con khác ấy nó đều coi như là không có Face ID luôn đấy. Cho nên các bác chú ý nhé. Rồi. Và cho tới thời điểm bây giờ ấy, thì cái bảo mật nào ấy là ngon nhất ở trên LG ấy, thì theo ý kiến của em ấy vẫn là cái vân tay bằng vật lý ở sau lớp lưng. Tuy nhiên ấy, con G6 này, quên, con V60 này không có và nó đã chuyển sang bằng cái vân tay quang học ở trong màn hình như thế này. Nhưng mà cái vân tay quang học này thì nó lại không được nhanh nhạy cho lắm các bạn. Cho nên là các bác nào mà muốn một cái vân tay nó ngon lành, nó nhanh nhạy thì các bác nên sử dụng một cái máy nó có cái cảm biến vân tay bằng vật lý thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Thì cái siêu à quên cái quang học này nó không được ngon cho lắm. Và khi mà các bác sử dụng cái vân tay bằng vật lý ấy, thì nó lại hay bị lỗi này lỗi kia ấy. Đấy. Phích vân tay này, em có cái đấy. Thì trên cái LG nhà mình ấy, nếu như mà làm cái vân tay vật lý ở sau lắp lưng ấy, thì nó hay gặp cái hiện tượng là thỉnh thoảng nó không ăn ấy. Đấy, nó bị lỏng ra ấy, nó không ăn ấy. Thì em có một clip để mà fix tất cả những cái lỗi mà liên quan đến vân tay ở trong cái LG này. Thì các bác nếu như mà máy các bác nào đang dùng như kiểu con G8 V50 rồi trở xuống ấy, thì các bác nếu bị lỗi về vân tay ấy, thì các bác xem cái clip này nhé là các bác biết rồi. Ok, thì trở lại ấy, em cũng rất mong cái clip này nó sẽ tiếp cận được với rất nhiều người dùng, tại vì hiện tại LG nó vẫn còn khá là nhiều hàng để mà bán và cũng có rất nhiều anh em đang nhòm ngó tới LG để mà mua ấy, tại vì LG nó rất là rẻ rồi mà. Các bác có thể là hoàn toàn có thể là mua được với cái mức giá mà để mua được LG ấy, nó khá là hời so với những cái điện thoại khác. Nói chung là so với cái mặt bằng thị trường chung bây giờ ấy, là để mà cùng một số tiền ấy, để mà mua cái điện thoại nào thì LG nó vẫn rất là đáng để lựa chọn. Cho nên là nhiều anh em cũng nghĩa sang LG, cho nên nhưng mà lại không có kiến thức về gì về LG ấy, thì toàn thứ nhất là bị mua bị lừa này, bị hố này, đủ thiếu đủ các thứ luôn, và sau khi mua xong rồi thì mới phát hiện ra cái điều lỗi lầm của mình, sai lầm của mình, và có rất nhiều những cái chuyện mà rất là buồn cười mà xảy ra trên nhóm. Cho nên là anh em hy vọng ấy là nếu như mà anh em nào mà có những cái thắc mắc nó cơ bản như này, anh em có thể chia sẻ clip này đến người khác để mà người ta sẽ hiểu được và người ta sẽ không còn những cái câu hỏi mà nó quá đơn giản như này nữa đấy. Cho nên là nhiều anh em còn 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 những cái vấn đề cơ bản này mà không biết ấy, thì anh em khác ấy bảo là cái nhóm LG toàn là cái bọn gà thôi, không biết gì cả, gần như không biết gì về công nghệ, dẫn đến là mới mua LG thôi, thì cho nên là cái nhóm của mình ấy nó cũng rất là buồn cười đấy. Cho nên là hy vọng là cái clip này nó sẽ được nhiều người biết đến để mà những cái kiến thức cơ bản như này nó sẽ không còn bị hỏi đi hỏi lại nữa, dẫn đến anh em nhiều anh em mà thấy những câu hỏi nó quá cơ bản như này, anh em nản và anh em thấy là sao admin lại cứ duyệt những cái bài nó cơ bản như này, nó vớ vẩn như này. Đấy, cho nên là các bác hy vọng các bác sẽ chia sẻ clip này cho mọi người được biết nhé. Rồi, cảm ơn các bác.